chào tất cả các bạn và nhóm phóng viên của chương trình Miss Áo Dài 2013 tại Melbourne đã trải qua một hành trình rất là xa xôi để đến được với La Trobe University ngày hôm nay. Và hôm nay ngày 12 tháng 9 thì LaVisa, hội sinh viên Việt Nam của Đại học La Trobe sẽ tổ chức cuộc thi LaVisa Music Fest và vòng xét loại sẽ xảy ra ngay ngày hôm nay. Bạn đã theo dõi chương trình LaVisa Music Fest và hãy quay trở lại với chương trình Miss Áo Dài tại Melbourne 2013 nhé. Mọi chi tiết xin truy cập trang web ở dưới đây. Xin chào và hẹn gặp lại.